Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn dịch vụ sửa chữa điện thoại Wico Rainbow Up bị lỗi khay SIM, chân SIM của điện thoại Wico Rainbow Up chính hãng tại di động cao cấp.vn. Trên tay mình đây là cả cụm main của điện thoại Wico Rainbow Up với phần khay SIM của điện thoại Wico Rainbow Up. Khi các bạn gặp có sự cố liên quan đến SIM, khay SIM của điện thoại Wico Rainbow Up không nhận SIM, nhận chập chờn lúc được lúc không, quý hàng vui lòng qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để tư vấn hướng dẫn thay mới cụm chân SIM của điện thoại Wico Rainbow Up chính hãng. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Wico Rainbow Up, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 04 66 750 99. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hỗ trợ quý hàng cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan điện thoại Wico Rainbow Up mà quý hàng đang gặp phải. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Wico Rainbow Up hàng đầu hiện nay.